Nhìn qua thì cứ tưởng là sách ấy, nhưng mà không phải nha mọi người, đây là những bảng mắt rất là nghệ thuật luôn. Và những em bảng mắt này thường lấy cảm hứng từ tranh của họa sĩ nổi tiếng Van Gogh. Và trời ơi, nó đẹp điên luôn á. Một hộp to như thế này thì sẽ có 4 bảng mắt bên trong ý. Và nhìn cái hộp rất là xịn sò nha mọi người, cầm vô cùng là nặng và chắc tay luôn. Mở ra cho mọi người xem bên trong ý thì còn thấy đẹp hơn cơ. Đây là vơ đầu tiên của em nó này. Đây là bức tranh đêm đầy sao rất là nổi tiếng của họa sĩ Van Gogh mọi người ạ. Mình nghĩ là bạn nào chắc cũng biết đến cái bức này rồi. Mỗi một bảng mắt ý thì sẽ được thiết kế như một cuốn sách vậy mọi người ạ. Và sẽ có cả phần giới thiệu đầy đủ luôn. Và trong bảng mắt này thì sẽ gồm có 3 ô màu nhũ và 3 ô màu lì. Nhìn vậy thôi chứ màu lên rất là đẹp và rõ nhá. Và bảng mắt tiếp theo thì mọi người nhìn có đoán được bức tranh nào không? Đây là bức tranh hoa hạnh nhân nha. Loài hoa này theo như mình tìm hiểu ý thì khá là đặc biệt với họa sĩ Van Gogh. Bởi vì loài hoa này thì sẽ đại diện cho sự thức tỉnh và hy vọng. Mà công nhận là bộ nào của cái hãng Millefi này làm cũng rất là đẹp nha mọi người, từ cái vơ trước cho đến cái vơ này. Kể cả là những cái màu nhạt nhất ý thì mọi người có thể thấy là em nó lên vẫn rất là rõ luôn nha. Tặng cái set này vào dịp Noel cho con bạn thân này hay là cho người yêu thì còn gì hơn nhở. Và kế tiếp thì cũng sẽ là bảng mắt mình thích nhất, đây là bức tranh được lấy cảm hứng từ hoa hồng. Những cái ô màu ở trong đây ý, mình cảm thấy nó phối thật sự rất là đẹp luôn. Nhất là về cái ô nhũ màu xanh này ý, trời ơi màu nó đẹp xỉu luôn á, đây mình sẽ soát cho mọi người xem nhá. Công nhận là bảng mắt nào cũng rất là đẹp ý, mình không có cái điểm gì để chê luôn. Và cuối cùng thì sẽ là bức tranh về hoa hướng dương. Với bảng này ý, thì mình thấy sẽ dễ dùng hàng ngày nhất này. Bởi vì những cái ô màu trong này thì mình cảm giác là nó rất là dễ phối. Và bảng mắt này thì mình thấy sẽ hợp với không khí của mùa thu đông hơn. Mình nghĩ nếu được ý thì mọi người thử một lần múc một bảng mắt này xem thế nào. Vừa là đồ làm đẹp cũng vừa là cách mình tìm hiểu nghệ thuật luôn. Vì mỗi một bức tranh sẽ là một câu chuyện và ý nghĩa riêng. Còn mọi người thấy sao về cái set này?